Bây giờ tầm 2 hôm cắt ruộng này cắt tỏi ngay. Thì đi có phải lá năm nay đi. Cái đá tấm bồn này. Tấm bồn chứ em đã không? Chắc cái khác cái này cái kia đi nào biết hả? Con học quay à? Ngày phải đi.
là hiệp. Con có lúc bên cho về ăn. Bỏ nghề đi làm hết đây này. Lương không đủ ăn đúng không? Nếu chụp lại không chở nó vào lương là bản nó như ai cho chú. Ôi chưa. Ừ, bia Hà Nội chính hiệu mang đây. Ôi, ngại quá. Anh ơi, cái kiểu tiêu này đang sai. Hôm nay, đâu mà em thích đó. Thôi cú đi, làm thì con chú bản xuống nó mỏi đi nè. À khoảng 2 con ngái thì chú bản xuống không? Hay là cái tấm thì... Alo, con tỉnh rồi. Thank you.
Mang khai xuất bằng nhầm hối. Đúng bao nhiêu là ao ao của một quầy ở đoạn thì hôm nay cách đây. Đội Bắc Linh cái này đất bây giờ bán lại còn đầy đủ. Thứ này tốt chứ? Bán nhà, được bán cái nhà rồi. Bán cái khuôn mẹ mặt tiền. Kém khuôn mặt tiền. Mình bây giờ mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.